Nội dung tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng số 154 ngày 4 tháng 1. Trước khi đi vào thực hiện hạch toán, các bạn sẽ phải phân biệt được đâu là hóa đơn mua vào và đâu là hóa đơn bán ra. Căn cứ vào họ và tên người mua hàng thuộc đơn vị hợp tác xã dịch vụ phúc lý, đây sẽ là hóa đơn mua vào. Còn ngược lại, toàn bộ các thông tin thể hiện ở trên phản ánh hóa đơn bán hàng, đó sẽ là hóa đơn bán ra của đơn vị. Như vậy, chúng ta sẽ phản ánh hạch toán hóa đơn mua vào với nội dung là mua cám gà, số lượng là 613 kg. Đây sẽ là hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho, được sử dụng trong trang trại gà, với tổng giá trị của hóa đơn 8.091.600 đồng. Thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp, do đó đằng sau hóa đơn sẽ bao gồm phiếu nhập kho, phản ánh nguyên vật liệu được nhập vào kho 152 để làm tăng kho nguyên vật liệu, và bao gồm chứng từ thanh toán, phiếu chi đi kèm. Các bạn sẽ phản ánh hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu về nhập kho với đơn vị thuộc kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. Chúng ta sẽ phản ánh vào bên nợ của tài khoản 152 với tổng giá trị của hóa đơn đã bao gồm thuế để cộng vào nguyên giá của lô nguyên vật liệu 8.091.600 đồng, và có cho tài khoản 111 làm giảm tiền mặt tại quỹ. Căn cứ vào nội dung trên hóa đơn, các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm Visa như sau. Chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Và với mua nguyên vật liệu về nhập kho, các bạn phải nhớ chọn một nhỏ mua hàng nhập kho. Phần mềm sẽ cập nhật thêm phiếu nhập kho, thanh toán ngay bằng tiền mặt. Và để phần mềm thể hiện tab hóa đơn, chúng ta sẽ chọn nhận kèm hóa đơn. Và trên phiếu nhập kho, các bạn sẽ điền thông tin nhà cung cấp, công ty cổ phần Duy Minh. Với đơn vị nhà cung cấp mới thì các bạn sẽ tích vào phần dấu cộng, căn cứ vào mã số thuế của đơn vị, sau đó nhấn lấy thông tin. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ tên và địa chỉ. Căn cứ vào mã nhà cung cấp, chúng ta sẽ sửa lại và các bạn sẽ nhấn cất. Lưu ý, với một mã nhà cung cấp cũng như một mã khách hàng, tránh tạo hai lần sẽ phản ánh sai công nợ. Ngày hạch toán, ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn, ngày 4 tháng 1 năm tài chính. Sau khi điền xong toàn bộ trên phiếu nhập kho, phần mềm sẽ tự động cập nhật các thông tin sang phiếu chi và sang phần tab hóa đơn. Chúng ta sẽ điền hóa đơn số 154. Và lưu ý, khi các bạn vào phân hệ hóa đơn để điền thông tin thì phần mềm sẽ không hiểu để chuyển toàn bộ các dữ liệu sang phiếu chi và phiếu nhập kho. Do đó, các bạn phải nhớ thực hiện hạch toán đi từ trái sang phải. Ở phần diễn giải, chúng ta sẽ ghi mua nguyên vật liệu nhập kho theo hóa đơn số 154. Hạch toán xong toàn bộ các thông tin chung, chúng ta sẽ xuống phần mã hàng và chọn đến mã nguyên vật liệu cám gà. Khi thực hiện tìm kiếm mã, với trường hợp là mã nguyên vật liệu mới thì các bạn sẽ tích vào phần mũi tên, nhấn vào dấu cộng để khai báo. Các bạn sẽ điền toàn bộ mã tên, tính chất chọn vật tư hàng hóa, nhóm kích vào phần dấu 3 chấm chọn nguyên vật liệu và điền các thông tin bao gồm đơn vị tính, chọn kho ngầm định là kho nguyên vật liệu, kiểm tra lại tài khoản kho 152. Và với nguyên vật liệu được đưa vào quá trình sản xuất, do đó ở tài khoản chi phí phải sửa lại tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 621 theo thông tư 200. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Hoặc trong trường hợp khi các bạn đã thực hiện khai báo một mã nguyên vật liệu mới nhưng phát hiện mã các bạn thực hiện sai, chúng ta sẽ vào lại phân hệ danh mục vật tư, chọn vật tư hàng hóa và tìm kiếm đến mã mà các bạn đã thực hiện khai báo sai. Chúng ta sẽ click trực tiếp vào để sửa lại nội dung để tránh trường hợp phản ánh sai ở các hóa đơn sau. Và số nguyên vật liệu cám gà này sẽ được nhập về kho 152, phản ánh bút toán nợ cho tài khoản 152 và có cho tài khoản 111 với tổng số lượng 613 kg và đơn giá nhập kho 12.000 đồng. Và sang phần hai nhỏ tab thuế, các bạn sẽ điền phần trăm thuế suất
theo như trên hóa đơn là 10%. Với đơn vị hợp tác xã kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, do đó trong phần táp thuế sẽ không thể hiện thuế khấu trừ là tài khoản 1331. Và các bạn sẽ căn cứ vào tổng giá trị nhập kho của lô nguyên vật liệu sẽ bằng tổng giá trị thanh toán 8.091.600 đồng. Còn với các đơn vị thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ phản ánh thuế được khấu trừ, và trong phần 2 nhỏ táp thuế sẽ phản ánh tài khoản thuế giá trị gia tăng và giá trị của lô nguyên vật liệu nhập kho sẽ bằng giá trị chưa bao gồm thuế, và tổng giá trị thanh toán sẽ bao gồm giá trị của lô nguyên vật liệu cộng với thuế giá trị gia tăng được khấu trừ để thanh toán cho nhà cung cấp. Đó là cách để các bạn phân biệt được cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp khấu trừ. Trước khi thực hiện cất chứng từ, các bạn phải nhớ kiểm tra lại toàn bộ các thông tin và chúng ta sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ. Với lưu ý nhỏ, khi các bạn quên ngày hạch toán ngày chứng từ, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa thì chúng ta phải nhớ sửa lại toàn bộ các nội dung bao gồm ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày trên phiếu chi và cả ngày trên hóa đơn. Và thực hiện sửa lại toàn bộ các thông tin thì chúng ta phải nhớ nhấn cất để phần mềm cập nhật lại. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn mua nguyên vật liệu số 154 trên phần mềm kế toán MISA.